người dân khoan giếng hay đào giếng phải có lấp đầy kết cấu. Toàn xã hội cần quan tâm chăm sóc trẻ em nhiều hơn. Các gia đình cần nhắc nhở con em không chơi gần ở những nơi như ao, hồ, sông, suối. Ông ơi, chúng cháu đang tập luyện để tham gia liên hoan các đội tuyên truyền măng non với chủ đề phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em do Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức. Mời ông bà và các bạn cùng tham gia à. Nào, các cháu, chúng ta hãy cùng đi đến trường tiểu học thị trấn để xem và tập luyện cùng tham gia liên hoan nào. Biết được để tránh đuối nước thương tâm, loạn cả biển cảnh báo nguy hiểm cầm tắm ở khắp mọi nơi.